Hà Nội, ông Trương Duy Nhất, 56 tuổi, sẽ bị xét xử ngày 28 tháng 2 với cáo buộc làm trái công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước gần 14 tỷ đồng. Phiên tòa mở tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Bị can Trương Duy Nhất bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Bị can Trương Duy Nhất, ảnh, Bộ Công an. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình tìm địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện Trung Trung Bộ của báo Đại đoàn kết đặt tại Đà Nẵng năm 2003-2004, ông Nhất với tư cách trưởng văn phòng đã ký 3 văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng xin mua nhà đất công sản mà không áp dụng hệ số sinh lời. Tháng 7 năm 2007, Đà Nẵng đồng ý bán nhà đất công sản số 82 Trần Quốc Toản, có diện tích 74m² ở khu vực trung tâm, vị trí đẹp với giá ưu đãi hơn 670 triệu đồng. Do mối quan hệ quen biết, ông Nhất ký hợp đồng nguyên tắc để công ty xây dựng 79 của thay thế nộp tiền. Căn nhà sau đó được chuyển nhượng cho công ty xây dựng 79 với giá trên. Đổi lại, toàn bộ diện tích tầng 2 được sử dụng làm trụ sở văn phòng đại diện trong 30 năm. Tuy nhiên, năm 2011, công ty xây dựng 79 gỡ biển hiệu và đóng cửa văn phòng. Khi Đại đoàn kết yêu cầu trả lại nguyên trạng, Phủ Nhôm đã bồi thường 1 tỷ đồng cho thời gian sử dụng nhà còn lại. Cáo trạng xác định ban biên tập báo Đại đoàn kết chỉ giao ông Nhất liên hệ với Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, xin cấp hoặc thuê một địa điểm làm văn phòng, không chỉ đạo xin mua nhà công sản. Hành vi làm trái công vụ của ông Nhất đã giúp công ty của Phủ Nhôm mua nhà đất công sản không đúng đối tượng, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 14 tỷ đồng, giá trị tại thời điểm khởi tố vụ án tháng 4 năm 2018. Căn nhà công sản số 82 Trần Quốc Toản, ảnh, Nguyễn Đông. Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, ông Nhất thừa nhận đã thực hiện hành vi mua bán nhà đất công sản không đúng quy định, song không phạm tội theo điều 356 như cáo buộc. Năm 2014, ông Nhất bị phạt 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo điều 258 Bộ luật Hình sự 1999. Tháng 5 năm 2015, ông ra tù. Phạm Dự Thanh Long Les Block S. Oi.